sẽ cho hành vào. Thì đậu cũng chín rồi đó cả nhà. Bây giờ mình bỏ ớt vô cả nhà. Mình cho trái ớt vô nó cả nhà. Thì cái chảo cá kho tương của mình đã chín rồi cả nhà. Chào ông bà cô chú, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Nông Dân Vlog của mình nha. Tối hôm nay mình tiếp tục đi ra vuông, mình nhấp cá lóc cả nhà. Thì bữa nay mình xiết nước, mình thấy bầy lòng còng cũng bự lắm. Thì tối nay mình ra mình nhấp coi có dính cá không cả nhà. Và cả nhà cùng theo dõi mình đi nhấp cá lóc cả nhà. Ở ngoài vuông giờ này rất là tối cả nhà, mình sẽ kiếm bầy lòng còng ha. Đây cả nhà, thấy mình tắt cái đèn rồi đâu đấy, nó thấy cái nó nhát. Dính cả nhà, dính cá rồi, quá đã cả nhà.
mình dính được con đầu tiên nè cả nhà. Tại vì cá mình nhấp dính á thì nó rất là khó, mình phải làm bắt ta cho nó thiệt là kỹ cả nhà. Mình sẽ nhấp lại nữa, có khi nó ăn một cặp luôn á cả nhà. Như vậy là không có rồi cả nhà, chỉ được một con thôi. Thôi bây giờ mình vô cả nhà, nhấp dính được có một con à. Bài này thì dính được một con đầu tiên nè. Thôi giờ mình vô ha. Đây là con cá lóc hồi hôm mình nhấp dính là cả nhà. Thì sáng nay mình là làm cá mình kho tương ăn cả nhà. Ở đây thì mình cũng có mấy miếng ba gọi ha, để mình xào với đậu que. Thì sáng nay mình sẽ làm hai món cá lóc kho tương với đậu que xào với thịt ba gọi. Mình ở đây thì chỉ có hai vợ chồng với đứa con à cả nhà. Mình làm đồ ăn thì bữa nào cho hết bữa đó chứ mình không có để dư qua đêm ha. Tại vì cái đồng tiền bây giờ kiếm nó rất là khó cả nhà. Mình làm mình tránh để lãng phí ha. Làm bữa nào thì mình sẽ ăn hết bữa đó. Thì bây giờ mình sẽ quay qua mình băm tỏi để mình sấy cho nó thơm cả nhà.
mình bắt chảo lên, mình sấy tỏi cho nó thơm, mình xào tương, mình kho cá cả ngày. Tương keo gì nè, cái màu nó không bằng cái màu mà mình mua tương vịt ở trong tiệm tạp hóa ha, nhưng mà tương này nó ăn nó rất là ngon. Cái màu này là màu tự nhiên á cả nhà, còn mà mình mua tương ở trong tiệm tạp hóa về á, mình nấu bắt đầu nó có cái màu đỏ. Tương nó đã sôi rồi, mình bỏ cá vô cả nhà. Mình bỏ cá vô cái mình nêm luôn cả nhà. Ở ngoài trời á, sáng nó nắng nên cháy vô phần nữa cái chảo á, cả nhà xem không rõ thông cảm cho mình nha. Bây giờ mình bỏ ớt vô cả nhà. Bỏ hành luôn ha. Cá cũng đã chín rồi đó cả nhà. Vừa ăn luôn cá nha. Cá chín này. Mình cho trái ớt vô nó cả nhà. Thì cái chảo cá kho tương của mình đã chín rồi cả nhà. Mình sẽ nhắc tôi về qua cái lò kế bên để mình xào đậu ha. Cá chín này, mình nhắc qua đây. Mình bắt cái chảo lên xào đậu cả nhà, cho dầu vào.
đậu mềm mà cả nhà, mình sẽ nêm ha, mình nêm bằng dầu hào quá cả nhà. Cho một tí hạt nêm. Mình để cho nó khô khô nước chút xíu cái mình bỏ hành vô. Sẽ cho hành vào thì đậu cũng chín rồi đó cả nhà. Chịu ăn luôn cả nhà. Thì đậu của mình đã chín rồi đó cả nhà. Đây là cái món đậu que xào thịt heo của mình rồi cả nhà. Giờ đậu chín rồi, mình dọn cơm ra ha. Đây là cái món cá lóc kho tương của mình cả nhà. Còn bên đây thì cái món đậu que xào thịt ba gọi ha. Ở đây thì mình cũng có dĩa xoài chín ăn kèm cả nhà. Vợ chồng mình xin mời cả nhà dùng cơm sáng với vợ chồng mình nha. Mời cả nhà dùng cơm sáng với gia đình mình nha. Cũng lâu rồi không có ăn lại cá kho tương cả nhà. Mình nhấp dính cá lóc rồi sáng nay mình sẽ kho tương. Cũng lâu rồi không có quay ăn cơm sáng ha. Ừ. Còn là quay ăn cơm chiều không à? Chiều tối rồi không à? Cơm sáng thì bữa nay Phú Quý không có đi học buổi sáng nè. Thì mình rảnh sớm với mình cũng có đồ sớm nè, mình làm được buổi sáng. Ơi cô bấm vô số nào nó có không cho kìa. Mấy ngày là không được con, có mấy cái ngày thôi. Mấy đó người ta phá rồi đâu có bấm được con. Bấm được rồi đó. Ăn cháo đi con. Mình đút ăn nè. Nha. Ui. Ăn cháo mình đút ăn nè. Ờ mình đã thương. Ăn thịt nào. Thịt lỡ nè. Nào. Cho món bự nha. Đi bán đi. Cả đi, khứa đi.
Thôi màu đẹp quá ha. Cái màu nó đẹp mà ăn nó cũng vừa ăn hơn tương tương bịch. Ngon nha. Tương bịch trong tiệm tập quá ha. Mình mua về mình kho cái làm như cái nó ra cái chấm màu đỏ 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 vậy đó. Chấm phen vậy á. Ừ. Vậy hả? Mình có chữ thì hiểm đến giận nha ha. Ôm chó ra hả con? Qua ôm chó ra. Để dẫm qua đây mẹ lúc cháu nè. Ôi ra mẹ, mẹ có chứ. Có chữ ba vũ nè mẹ nè. Chữ ba vũ hả? Ba của con á. Con rất là cảm ơn. Không ao cậu, con là cậu. Ui, 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 ui. Là phải nha. Nhìn khó con. Nghe khu ui. Cá kho tương nè, có rồi muốn xào ngon ha. Ăn cái đuôi. Qua ôm nè, hết chưa? Hết xong rồi qua ôm nè con. Nở phải không? Ôm nè, mẹ cho cục nở ha. Nở mới được hả? Đúng rồi, đây có thịt nữa. Vừa thịt vừa mỡ nha. Nếu mất được thì có được hỏi ba con. Còn ở đầu nó hỏi nè. Ăn xoài không? Mấy lúc xoài ăn à? Không biết ăn thịt mỡ không con? Ngán à. Hôm nay ăn cơm cá kho tương ngon quá. Lâu lâu ăn là ngon ha. Ừ. Từ tương này ngon nè. À, bác mẹ ăn xong rồi. Ừ. Nè con chưa xong nè, chúng cháu của con còn nè. Con để đây nè. Rồi ba chào luôn. Ở đây đi chào con. Đi qua đây nè con. Đây chào ông bà nè. Qua miếng xoài. Qua mẹ thương. Miếng mang nè. Bệnh nè, không ngon miệng nè. Tại hồi hôm qua đi học trời mưa, dầm mưa nè mấy bệnh nè. Hôm qua đi rước là thấy cái đầu ướt nhẹp là biết rồi. Nói gì nè, con thấy trời mưa lớn quá con chui vô cái cây con núp vậy đó. Cây mở ngoài. Mấy bạn con có ra không? À, chỉ có bất hạnh á. Trời ơi, ra mưa bệnh rồi, nhẹt mũi mưa mũi không được, dễ phạch phạch vậy. Giờ lại dễ gì hết nè. Kêu mẹ hoài luôn rồi, ho nữa. Đây, đứng lên đàng hoàng nè. Là chào ông bà được con. Bữa cơm của mình xin kết thúc tại đây nha cả nhà. Cả nhà xem kênh hãy ủng hộ cho gia đình mình một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ và nhớ nhấn chuông để nhận thông báo từ video mới nhất nha cả nhà. Vợ chồng mình xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Vợ chồng mình xin hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye.